Chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay em sẽ khui chiếc AMD Pioneer Veta Elite 52 full thùng shop nha anh em. Đây là cái thùng của nó đây. Full phụ kiện luôn nha. Khiển zin theo máy nè, sắt nè. Mình setup dây nguồn nha. Đây là chiếc AMD Pioneer Veta Elite 52 em vừa khui thùng ra nha anh em. Máy đẹp đồng lanh. Toàn bộ mặt trước được thiết kế là mặt Pioneer đen bóng sang trọng nha. Và đây là cái khiển zin theo máy luôn. Với dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta kết nối HDMI, anh em có thể chơi nhạc phim chất lượng cao từ một cái nguồn phát HD từ bên ngoài. Sẽ hỗ trợ các định dạng đa kênh như là Dolby Atmos, DTS Master Audio, cộng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc trực tiếp từ Smart TV và cộng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và phía trước này thì nó sẽ có một cái nắp đậy nha. Và ta sẽ có thể chơi được USB nha. Và ta sẽ có thể chép nhạc USB MP3 quay vào để chơi trực tiếp phía trước máy luôn. Trong này thì nó được chứng nhận là TX, thì chỉ những cái thiết bị có thiết kế tiêu chuẩn và trải qua những cái bước kiểm tra nghiêm ngặt của hệ thống thì mới đạt được chứng nhận này nha. Và về thiết kế công suất ra lo, ở lo 6 ohm của nó maximum lên tới là 150W nha. Tấm rất là khỏe, anh em có thể lắp thêm băng số vào để chơi karaoke tốt. Và nó vẫn hỗ trợ cho chúng ta chế độ là OST Stereo, thì đây là chế độ anh em có thể nghe nhạc bằng tất cả các kênh loa khá là hay, để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Anh em nhấn giùm em là nút Advanced Surround nha. Ta sẽ nhấn nhiều lần và nó sẽ tới chế độ là OST Stereo. OST Stereo. Và bên trong máy thì nó sẽ tích hợp bộ dàn mã DAC 24bit 192kHz. Và với cổng real thì anh em có thể sử dụng để làm dàn mã DAC, mong bộ đen trong làm giá. Tiếng áp là 100V, công suất tiêu thụ điện là 330W. Về kích thước chiều ngang là 420mm và chiều cao 173mm và chiều sâu là 433mm. Trọng lượng là 13,5kg. Và sau đây thì em sẽ test cái cổng vào đầu tiên, đó là cổng HDMI, cổng PD. Cổng TV, cổng quang. Cổng CD là cổng analog. Đó là ba cái cổng vào cơ bản nha. HDMI, cổng quang, cổng analog và tiếp theo đó là cổng USB. Rồi đây là cái khiển zin của máy luôn nha. Anh em chuyển giùm em là nút USB nè, airport USB nè. Rồi nó sẽ đọc cái nội dung bên USB nha. Rồi nhạc ok. M13. Qua bài nha. Rồi đó là chức năng để đọc USB nha. Rồi bây giờ thì em sẽ quay cái kết nối phía sau để test các cổng ra lo luôn cho anh em. Đây là kết nối phía sau của chiếc AMD Pioneer SA152. Đây là cổng HDMI in, anh em có thể lấy tín hiệu từ một cái nguồn phát từ đầu đĩa HD. PD in, out sẽ xuất sang TV nha, có hai cổng out và cổng quang tín hiệu từ Smart TV xuống và cổng analog có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Pioneer Veta Elite 52, điện áp 100V và công suất tiêu thụ điện là 330W. Đây là cổng kết nối ra loa, nếu như chúng ta chỉ có một cặp loa thì ta lấy kết nối vào cặp loa phong nha. Rồi loa center, loa surround, sạc ra bách. Và như vậy là ta có thể chơi cùng lúc là 7 loa ở chế độ là OST Stereo nha. Và nếu như chúng ta muốn sử dụng nó để làm dàn mã DAC thì ở đây nó sẽ có cái khu vực Real nha, Real Phone xuất sang một cái hệ audio khác nha anh em.
rồi hoạt động ok mọi chức năng nha, cổng vào HDMI, cổng quang, cổng analog, cổng ra lo và cổng real để làm dòng máy DAC. Máy về trong tình trạng đẹp long lanh hết luôn nha em, full thùng shop nha. Ta làm mặt trước của máy nha, mặt gương bóng piano rất là sang trọng và rất là đẹp nha. Với chiếc đi Builder Veta Anlet 52 đẹp long lanh full thùng shop, đầy đủ phụ kiện thang máy luôn nha em. Hỗ trợ kết nối HDMI, anh em có thể chơi nhạc phim chất lượng cao từ một nguồn phát HD từ bên ngoài, cổng quang chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV và cổng USB, anh em có thể chơi nhạc số còn bộ rẻ trong tầm giá. Với chiếc đi Builder Veta Anlet 52 đẹp long lanh full thùng shop thì em sẽ bán với giá là 5.700.000 đồng, giá chưa gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh Tổng Heo vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.